Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con đang có mặt tại gia đình của chú ba cùng với lại bé tươi. Rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà cứ mỗi tháng được sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ. Ngày hôm nay cũng đến tháng rồi, con cũng mang cái số tiền đến để mà trao cho bé, cho bé lo cái việc học tập của bé. Dạ, thì bây giờ mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà nha. Để chú ba cũng mới tới, chào tươi. Chú ba mới đi làm về hả chú ba? Dạ, dạo này chú ba làm cái gì rồi? Mần xưởng bọc chứ. À, mần xưởng bọc. Không gầy là cũng có hàng lai gai để làm hả chú? Lai gai hoài, nào hết hàng nghỉ. Dạ, mình mặn ngày là được bao nhiêu tiền hả chú ba? Theo ngày trong ngoài, phải 200-300. Dạ, làm cái đó là người ta trả tiền liền cho mình hay sao, hay là đợi tới tuần? Tháng. À, tháng người ta trả cho mình một lần. Dạo này thì cũng có hàng lai gai ha? Lai gai trong ngoài. Dạ, lai gai mần hoài thì cũng đỡ ra. Rồi, việc học bé tươi là dạo này sao rồi? Dạ, cũng ổn. Cũng ổn hả? Thì em có thể kể cho cô chú anh chị các bạn nghe là ngày là tôi đi học mấy buổi rồi, dạo này là lớp 9 rồi, thì có học nhiều hay không, hay là có học thêm những môn gì không? Một ngày em học 3 buổi, sáng, chiều, tối, với lại bữa nào rảnh thì em đi ôn văn để thi huyện. Giờ là được, tôi là đi thi huyện luôn. Dạ, thi rồi. Thi rồi hả? À, em thi môn gì? Dạ, em thi môn ngữ văn. Thi được không tươi? Dạ, được. Em được 10,5 điểm. Wow. Rồi có được hẹn gì không? Mình có được thưởng dạ, gì không? Dạ, tính thôi. Tại mới huyện ta mới gửi kết quả lên mà tối rồi. À, mới gửi lên thôi ha. Bé tôi học cũng rất là giỏi luôn. Được đi thi huyện nữa. Thì chú ba thấy sao? Chúc mừng cái đó. Chúc mừng đó. Dạ. Rồi, thấy con gái mình học giỏi vậy thì chắc con nghĩ là chú ba cũng sẽ rất là vui mừng luôn. Sắp tới thì cũng sắp bước vào lớp 10 rồi, thì tôi thì sẽ phải đi học cũng khá là xa luôn. Thì chị cũng rất là hy vọng là thời gian sắp tới thì tôi sẽ cố gắng học thật là giỏi hơn để mà thi đậu về lớp 10 rồi mình tiếp tục cái công việc học của mình nữa nha. Rồi bây giờ năm nay thì tôi cũng rất là lớn, có rất là nhiều khoản để mà chi, giống như là đi học rồi cũng tốn tiền mua đề thi hay là mua sách vở viết gì đó rất là nhiều luôn. Cho nên thì tháng nào chú Hùng Vũ cũng gửi đều về cái số tiền là 2,3 triệu hết để mà lo lắng, cũng như là gửi một phần vào sổ tiết kiệm lo tương lai của em sau này. Còn cái số tiền ở ngoài thì để cho mấy cha con trang trải, đặc biệt là cho việc học của em. Bây giờ thì ba em cũng có một cái công việc cũng khá là ổn định để mà làm, cũng có thu nhập cho ba em. Rồi em thêm cái số tiền này nữa thì 1,3 triệu ở ngoài em thấy có đủ để mà lo cho em đi học không? Dạ, bữa lúc nào mà không đóng tiền trường thì đủ. Còn bữa nào đóng tiền trường thì phải nhịn ăn. Đóng tiền trường là phải nhịn ăn. Thường là em đóng những cái khoản gì? Dạ, lâu lâu cái vô trường có phong trào gì đó là phải đóng một tuần là tiền quỹ tới 10.000 rồi 15. Rồi đóng tiền học phí mỗi tháng 200 nữa. Cho nên là đôi lúc là có những cái khoản tiền đó cho nên là không có đủ đúng không? Tại đúng vì rồi. 1,3 triệu mà một tháng thì tôi cũng sẽ rất là gói ghém luôn. Thì ba có cho thêm tiền cho em trang trải không? Dạ, bữa nào hiếu em xin ba em. Bữa nào hiếu thì cũng xin ba để mà có tiền đi học đúng không? Thì tôi cũng cố gắng hết mình nha. Tại vì cũng gần cuối cấp rồi, cho nên là chị cũng sẽ chúc cho tôi là học thiệt là giỏi trong thời gian sắp tới. Ở đây thì tháng này thì tôi cũng sẽ được gửi 1 triệu đồng vào trong sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm của bé tôi hiện tại là cái con số lên đến là 56.157.800 đồng. Một con số tiền cũng rất là lớn cho em luôn. Thì ngoài ra thì 1,3 triệu là ở ngoài sẽ là gửi cho em, còn 1 triệu thì bỏ vào trong sổ tiết kiệm cũng giống như hàng tháng nha. Đây, đây là của em. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Con chúc chú có sức khỏe dồi dào, làm ăn thì lúc nào cũng phát đạt và luôn có nhiều thành công cuộc sống. Chú ba gửi lời đến chú Hùng Vũ. Rồi, chú cũng cảm ơn chú Hùng Vũ lo con đã học. Đây này đến chú, cảm ơn. Dạ, thì chúc hai cha con sẽ có nhiều sức khỏe hơn. Riêng về con thì cũng rất là cảm ơn chú Hùng Vũ. Chúc cho chú lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha chú. Con chào chú, chào các bạn.